không chấp nhận cái việc đồng bóng bói toán. Trong đạo Phật của chúng ta thì Đức Phật cho việc đó là việc gì? Ngoại đạo, gọi là tà đạo, đi theo tà đạo, theo tà đạo. Cho nên cái việc mà bói toán ở đây, Đức Phật nói vì sao gọi nó là tà đạo? Vì Đức Phật trong kinh cũng như các tổ giải thích trong luận, đấy là các linh quỷ. Các linh quỷ, nếu mà một ông thầy bói mà nói chuẩn, càng chuẩn bao nhiêu thì cái linh quỷ đó, tức là cái vị quỷ thần mượn cái xác của cái cô đồng hoặc là thầy đồng đó, thì lại càng gì? Càng lớn. Cho nên nếu mà chúng ta mà đi theo thì chúng ta biết rằng Đức Khổng Tử trong khi ngài còn tại thế, ngài nói là kính quỷ thần nhi viễn chi. Ngài dạy là đối với ngài, quỷ thần ngài vẫn cung kính, vẫn tôn trọng, nhưng mà gì? Phải xa rời họ. Ngài cũng dạy các đệ tử của ngài là gì? Kính trọng quỷ thần nhưng phải xa rời họ, đừng có ở gần họ, vì gần họ có khi cái họa sát thân lúc nào không biết. Cho nên ngài mới dạy các đệ tử của mình là kính quỷ thần nhi viễn chi. Vì vậy ở trường hợp này, một bạn sinh viên hỏi rằng đi xem bói có thể tin được 100% không, thì tôi xin trả lời rằng là không thể. Không thể, chúng ta không thể tin ma quỷ nói phần 100% được. Chắc chắn là không thể tin ma quỷ nói 100% được. Vì chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới vô hình, các loài quỷ thần họ còn chẳng làm chủ được bản thân của họ, thì làm sao mà lời họ nói ra chúng ta có thể tin theo 100% mà được lợi ích, được an lạc được. Vậy thì chúng ta có thể tin ai 100% ở trên đời này? Tin Đức Phật. Vì sao lại tin Đức Phật? Vì sao lại tin Đức Phật 100%? Vì sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài có 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thúc mệnh thông, và đặc biệt là lậu tận thông. Mà lậu tận thông chỉ có Phật với Phật mới chứng được. Hàng Bồ Tát, Bổ Sứ như Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù vân vân cũng chưa chứng viên mãn được. Có chứng nhưng mà chưa viên mãn. Cho nên đối với tất cả những lời Phật mà nói ra được các đệ tử là ghi lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật giáo, chúng ta đều có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Vì lời dạy đó là lời dạy của bậc đấy, đã đi trên con đường giác ngộ, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Cho nên những lời dạy của các ngài là những lời dạy thực tiễn, đã kinh qua sự tu hành, trải qua gì? Trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp của các ngài. Vì tất cả chúng sinh hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà tu hành, nay thành Phật rồi ấy, thì lời dạy của ngài là cũng vì tất cả chúng sinh mà muốn độ thoát, hướng cho chúng sinh đến con đường giải thoát giác ngộ, chứ không có muốn cho chúng sinh đi vào con đường gì, con đường mê mờ trầm luân sinh tử luân hồi khổ đau cả. Thế còn các bà đồng bà cốt thì thường thường chúng ta đi xem bói, các cụ ngày xưa nói đi bói ra ma, quét nhà ra rác. Đã đi bói là có vấn đề. Ai đi bói thì bà đồng bà cốt cũng nói là có ma có quỷ. Rồi người thì bảo là phải trình đồng mở phủ, người thì bảo rằng là phải làm một cái lễ tiễn căn cầu an, người thì bảo rằng phải làm cái lễ trả nợ tào quan, người thì bảo cái lễ là gì, phải trả nợ âm tiền duyên, di căn hoán số, hoặc là vân vân. Có rất nhiều những cái cách để cho người ta bảo mình phải làm lễ, phải thế này thế khác. Nhưng mà mỗi khi làm lễ như vậy thì tất cả các thầy đồng bóng đều bảo chúng ta phải sát sinh hại vật, tức là giết gà, mua thịt để cúng bái quỷ thần thì mới được quỷ thần bảo hộ cho gia đình và bản thân của chúng ta thì mới được an lạc. Nhưng đối với Đức Phật nói là khi mà cúng bái quỷ thần bằng
xương máu của chúng sinh như vậy, tức là phải sát sinh hại vật như vậy. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.